thật là hiền linh. Cố lương y Huỳnh Thị Lịch đã đưa người học trò đầu tiên và là người từng được bà đào tạo nhiều năm đến Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ Địa sinh học Đại học Quốc tế Hồng Bàng tại số 4/1/1 Hoàng Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ duyên hội ngộ. Đó là cuộc gặp gỡ thú vị giữa người học trò đầu tiên từng được cụ bà Lịch cho phép tiếp cận thập chỉ đạo là Sơ Maria Clara Minh Tâm và nhà cảm xạ bác sĩ Dư Quang Châu, người đã có công tìm ra cơ sở khoa học của phương pháp bấm huyệt độc nhất vô nhị này. Người đã nói lên được những điều mà thuở sinh thời cố lương y Huỳnh Thị Lịch chưa nói lên được. Vén màn bí mật, nhiều chuyện sáng tỏ. Những thông tin thú vị và quý báu quanh huyền thoại thập chỉ đạo sẽ lần lượt được Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học đăng tải. Sơ Maria Clara Minh Tâm, mấy chục năm ký ức còn nguyên vẹn. Thập chỉ đạo cũng là thập chỉ liên tâm, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch khi qua đời chưa truyền bá được phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Sư Quang Châu.